Hello anh em nha, trước mắt anh em mình là xe Mỹ 7 chỗ ngồi số tự động, nguyên zin, keo chỉ nguyên zin, dàn ghế da zin 7 chỗ ngồi luôn anh chị. Đây là Chevrolet Vivan đàn em của Captiva. Đó, form dáng đẹp, máy số gầm ngon, anh em mua về sẵn đi. Bao xài, bao chạy, bao chén, bao quay đầu, có giao lưu xe máy, giao lưu ô tô. Đó, anh em cứ qua xem tham khảo lái thử chạy thử nha. Mâm lớp liếc rất là đẹp, dàn ghế da zin, số tự động, động cơ nhỏ, động cơ máy có 1.8 thôi. Keo chỉ nguyên zin anh chị, dàn ghế da zin, dàn sàn còn rin luôn, chất xe đẹp miên man, anh em mua về sẵn đi, bao xài bao chạy nha. Trần rin theo xe, vô lăng được trang bị là những cái nút kèn khá đẹp, màn hình Android số tự động nè, ABS nè, túi khí nè, 153 triệu, bao dùng bao xài. Anh em quan tâm mẫu này liên hệ cho em qua số 0866 6789 71 hoặc 0834 33 33 71. Có xem là có bớt mà có chạy thử cũng có bớt luôn. Anh em nào ưng mẫu này liên hệ cho em, và anh em nào chưa đăng ký kênh thì vui lòng nút đăng ký kênh của em để cập nhật được nhiều video hơn từ bên anh Thịnh Bến Tre. Em Thịnh Bến Tre rất là cảm ơn và trân quý tình cảm anh em dành cho em Thịnh Bến Tre nha. Cảm ơn em rất nhiều anh em ơi.